Năm mới 2023 đã cận kề. Theo truyền thống, khắp nơi trên đất nước Nga rộng lớn, các quảng trường, công viên, các tuyến phố trung tâm đều đã được trang hoàng để người dân vui đón năm mới. Điểm khác biệt là dịp này, nhiều khu vực của Nga đã và đang quyên góp những món đồ ấm áp, đồ ngọt kèm theo bưu thiếp để gửi tặng những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, gia đình của những người được động viên, trẻ em các vùng mới sáp nhập vào Nga. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga phản ánh. Tâm điểm đón năm mới luôn là ở thủ đô Moscow, Nga. Như mọi năm, lễ hội hành trình đến Giáng sinh đã bắt đầu tại 32 địa điểm, bao gồm khu vực trung tâm, các quận, huyện của vùng thủ đô. Đây là một trong những truyền thống mùa đông để đón năm mới của Moscow và kéo dài đến ngày 8 tháng 1, thời điểm kết thúc kỳ nghỉ năm mới của người dân Nga. Biểu tượng của năm mới, cây thông chính của lễ hội cao 15 mét. Đây là cây thông cao thứ hai sau cây thông ở Điện Kremlin. Nó được dựng trên quảng trường Manes và trang trí với tông màu đỏ và vàng của những quả cầu tuyết bao phủ bằng những dây đèn lấp lánh. Chúng ta đang ở một nơi cao đẹp như thế này. Năm mới đó là cây thông, tuyết, mọi thứ đều vui vẻ. Các bạn hãy giúp tôi có tâm trạng năm mới nào. Chúc mừng năm mới. Đấy, bạn thấy chưa? Mọi thứ đều tốt đẹp. Tôi chúc tất cả mọi người sức khỏe và thịnh vượng. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Chúng tôi rất thích ngày lễ năm mới. Đối với chúng tôi, mỗi năm, năm mới lại thay đổi theo hướng tốt hơn. Các lệnh trừng phạt không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Đối với những người dân thường như tôi, không có vấn đề gì. Tôi xin chúc nhân dân Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúng tôi là thanh niên, mọi thứ đối với chúng tôi đều bình thường, có việc làm. Đó là điều quan trọng. Puma, Adidas rời đi, không có gì đáng sợ. Chúng tôi sống bình thường. Tôi sẽ đón năm mới trong gia đình. Tôi đã đến Việt Nam rồi. Tôi xin chúc các bạn năm mới 2023 thành công như năm 2022 và thành công hơn nữa. Chúc cho tình hữu nghị hợp tác giữa hai quốc gia ngày càng bền chặt. Cách quảng trường Manes không xa là quảng trường đỏ, nơi cũng đang diễn ra hội chợ năm mới, với những quầy bán quà tặng xinh xắn, đồ ăn, thức uống nóng hấp dẫn và một sân trượt băng truyền thống cùng âm nhạc rộn ràng. Trước cửa hàng bách hóa chính MGU là cây thông lớn, tất cả tạo nên bầu không khí vui vẻ, nhộn nhịp thu hút đông người dân đến đi dạo, xem, ngắm, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ để chia tay năm cũ đón năm mới. Vượt lên trên mọi khó khăn thử thách, người dân Nga đang hân hoan chào đón năm mới trong sự đoàn kết, yêu nước, quan tâm chia sẻ với những người đang trực tiếp ở ngoài tiền tuyến, kể cả gia đình và người thân của họ. Tất cả cùng hướng tới một năm mới hòa bình và thịnh vượng. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.